tới qua cái bờ này là qua Campuchia này các bạn. Nè, bắt chuột ngay cái bờ kìa, ngay bờ đê Campuchia luôn nè. Đây là bờ đê nè, mình đang đứng trên đất của Campuchia. Hàng quá trời luôn. Hang này nếu không làm thì ba con trở lên. Dạ. Hang này con này nè. Có ngào với ao không? Có nào ra hôm nay? Kìa. Vô con chả luôn. Vô con bự dữ vậy. Còn nữa không? Tới đi, tới đi. Cái gì vậy? Nào rồi. Con à, trả tiếp, trả đi, tha nhớt nhiều quá, cái gì vậy? Chạy đâu? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gần chứ nhớt nhiều kìa, nó ra khói kìa. Trời ơi. Trời ơi, chạy, chạy ra hết ruộng hết con rồi. Chỗ nào vậy? Chỗ này, chỗ này chắc. Nằm ở trong hang luôn, đón còn nữa không? Hết rồi, hết rồi chắc. Nó chạy hết con rồi, nó chạy hai con chứ, chạy hai con hết rồi, không còn đâu. Nước chảy á, chảy hai con thì có con một. Rồi đi tới, đi tới ba con.
Tại con mắt nó đòi ra ló ra chút mới thấy đường rồi chứ. Có không? Có hàng không? Có hộp hàng đâu? Hàng con chuột mới không? Không có chứ. Chuột mới chạy vô không có. Bốn hàng nào? Không thấy hàng này chứ. Không thấy hàng. Chạy vô. Ừ. Không có ếch. Nó buồn thử coi. Không rút là cái chừng đó nó chui vô nó quay lại ngược lại á. Không có à. Đây. Ừ, ba hang cùng á. Thế rồi vô. Thử coi. Vô con hàng kì vậy, sao nãy giờ mà có con nước kìa. Sao rồi lại lại coi ăn đây, lấy giò lên, lấy giò đi. Ra hết rồi chứ. Ra hết rồi chứ. Ra hết rồi. À đúng rồi, ai rồi? Đâu? Rồi thả ra. Thả giò ra con em. Ai chứ? Ha, con bự quá. Còn cấu luôn. Ở chợ ok chưa? Thì